Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Cerotech xin giới thiệu đến dòng máy in mã vạch công nghiệp Zebra ZT410. Đây là chiếc máy để lấy ra khỏi thùng. Máy được gia công kim cố bằng nội thất bằng kim loại bền chắc, có độ cứng cáp cao. Sau lưng là tấm ốp lưng này được bằng nhựa. Bên hông nắp máy có màn kiến. Lớp kiến này hỗ trợ cho mắt mình quan sát vào có thể nhìn thấy được cuộn rêu băng và cuộn giấy. Đây là nắp máy. Nắp máy mở nhẹ gọn gàng. Đây là nơi chúng ta đã đặt cái cuộn giấy tem bằng kim loại cứng cáp. Còn đây là nơi đặt cuộn rêu băng mực. Và trục này dùng để xoắn lại cái đầu rêu băng mực để sử dụng. Đây là cụm đầu in. Cụm đầu in chắc chắn, đóng mở dễ dàng, nhẹ tay. Xoay mặt trước cho quý vị coi. Về mặt trước của máy có logo thương hiệu Zebra. Trên có màn hình LCD giúp người sử dụng quan sát. Có các đèn LED, có những biểu tượng. Đây là những cái nút nhấn dùng để người sử dụng có thể hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật phù hợp với vật liệu in ấn. Này, mặt trước này được ốp các tấm ốp bằng nhựa. Còn đây là mặt lưng của máy. Mặt lưng của máy có các cổng kết nối Ethernet, cổng RS232, cổng USB, có nút nhấn nguồn đóng mở, có nơi để cắm dây cáp nguồn vào. Nhìn chung máy in mã vạch Zebra ZT410 có thiết kế cứng cáp chắc chắn, vỏ máy bằng kim loại được phối với những tấm nhựa chắc chắn, phù hợp cho các nhu cầu in tem nhãn trong kho vận, chế tạo và bán lẻ với môi trường công nghiệp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video clip.